Lời pháp vàng ngọc của Tổ sư Ấn Quang. 57 lời khai thị về danh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Sưu tập Tỳ Kheo Thích Nhất Nhàn. Khai thị số 38. Quán Âm Đại Sĩ trong vô lượng kiếp thành Phật đã lâu, vì độ chúng sanh chẳng lìa tịch quang hiện thân Bồ Tát, lại còn ứng khắp quận cơ hiện hình trong lục đạo, dùng 32 ứng thân, 14 vô úy, 4 vô tác diệu lực chẳng thể nghĩ bằng, tầm thanh cứu khổ độ thoát quần manh. Nên dùng thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy để thuyết pháp. Khắc nào chẳng in bóng trên ngàn con sông, mùa xuân tăng trưởng muôn cây cỏ. Tuy chọn chẳng tính nghĩ, nhưng chẳng sai sót mảy may. Ấy là vì triệt chứng duy tâm, tỏ tròn tự tánh, vận lòng bi đồng thể, khởi đồng từ vô duyên, lấy niệm của chúng sanh làm tâm, lấy hết cảnh trong pháp giới làm lượng. Do vậy biết vô tận pháp giới, vô lượng chúng sanh đều ở trung tâm tịch chiếu của Bồ Tát, cho nên được mấy bộ cư từ sống chào viễn bi, hệ cảm liền ứng, không nguyện nào chẳng thỏa. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 4, bài ký về chuyện Quán Âm Bồ Tát ứng tích tại chùa Viên Quang, Nam Ngũ Đại Sơn. Khai thị số 39. Quán Thế Âm Bồ Tát thành Phật đã lâu, trong vô lượng kiếp trước hiệu là Chánh Pháp Minh, an trụ trong tịch quang tịnh độ, thường hưởng pháp lạc chân thường. Nhưng do bị tâm vô tận từ thể chẳng cùng, lòng cứu khổ ân cần, niệm độ sanh tha thiết, nên lại chẳng lìa tịch quang hiện hình trong chính giới. Trong các cõi Phật nhiều như số vi trần trong mười phương, hiện khắp các sắc thân tầm thanh cứu khổ, nhưng đối với thế giới ta bà càng thương xót sâu đậm hơn. Có những cây nào thiện căn chưa gieo, chưa chín mùi, chưa độ thoát, đường dạy họ gieo khiến cho chín mùi, khiến cho độ thoát. Nên dùng thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy thuyết pháp. Những thân đã hiện, những pháp ngài đã nói, mỗi mỗi tùy thuận cơ nghi, chọn chẳng nhất định. Nhưng hiện tiền được lìa mọi khổ, tương lai thường hưởng chân lạc thì đều giống hệt. Nhiều năm gần đây, thế đạo nhân tâm càng ngày càng đi xuống, giành đất tranh thành, tàn sát lẫn nhau. Nhân họa đã khốc liệt, thiên tai lại xảy đến, lũ lụt, hạn hán, sâu rầy, ôn dịch cùng lúc giáng xuống. Những tai họa ấy đều do những ác nghiệp của mọi người trong đời trước hoặc đời này chiêu cảm. Nhưng tâm đã tạo được nghiệp thì tâm sẽ chuyển được nghiệp. Đặng trong lúc thiên tai nhân họa đồng thời xảy ra này, nếu có thể phát tâm chí thành niệm tín hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, thề nguyện từ nay trở đi giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thì chắc chắn sẽ được ngài rủ lòng từ che chở, gặp dữ hóa lành, trong các hoạn nạn chẳng bị nguy hiểm.
ấy là dùng biệt nghiệp niềm thánh hiệu Bồ Tát trong hiện tại để chuyển công nghiệp đã tạo trong đời trước hoặc đời này. Vì thế thường được tốt lành. Chư Phật, Bồ Tát coi hết thảy chúng sanh trong lục đạo như con ruột, thường muốn cho họ được lìa khổ hưởng vui. Hiềm rằng chúng sanh mới mùi chẳng sanh lòng tin tưởng, đến nỗi uổng phí tự tâm, chẳng thấy được lợi ích. Ví như mặt trời rạng rỡ dưới trời, chiếu khắp muôn phương, cái đôi chậu dù có đứng ngay dưới đó cũng chẳng được chiếu. Lỗi do đội chậu, chứ mặt trời đâu có lỗi. Gần đây sát kiếp ngập tràn, nhân dân tự vong, lưu lạc, tan tác, khổ chẳng nói nổi. Cư sĩ phí hội mậu ở Nam Thông muốn bày cách cứu vãn tự lâu, nên đặc biệt sưu tầm những thanh tượng Quán Thế Âm do những nhà danh họa thuộc năm triều Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh đã vẽ được 142 bức, dùng loại giấy tuyên tốt nhất, in theo lối khá lá bản 1000 bộ. Ngõ hầu người thấy nghe đều cùng sanh chánh tính, cùng niệm thánh hiệu, cùng tiêu trừ ác nghiệp trong đời trước và đời này, cùng gieo thiện căn Bồ Đề. Phải biết Bồ Tát vô tâm lấy tâm của chúng sanh làm tâm, Bồ Tát không cảnh lấy cảnh của chúng sanh làm cảnh. Vì thế hễ cảm liền thông, chẳng phải suy nghĩ để ứng. Ấy là vì bản thể của tâm chúng sanh và bản thể của tâm Bồ Tát tương thông khích khao. Do chúng sanh trái giác hiệp trần nên thành ra hiện tượng tuy thông mà chẳng thông. Nếu chúng sanh một niệm sanh lòng tin, kiên thành trì thánh hiệu, trái trần hiệp giác bỏ mê về với ngộ, sẽ lại biến thành hiện tượng chẳng thông mà thông. Vì thế hãy gặp phải hiểm nạn cực lớn, vừa niệm liền được cảm ứng. Lại nữa, Bồ Tát hiện thân chẳng chuyên hiện thân hữu hình, ngay như núi sông, cây cối, cầu bến, thuyền bè, lâu đài, nhà cửa, tường vách, thôn xóm cũng đều tùy cơ mà hiện. Ác điều khiến cho kẻ đã lâm vào tuyệt địa lại gặp đường thông, không chỗ trốn tránh lại được nơi che đầy lớn lao, đủ mọi loại cứu vớt che chở, khó thể tuyên nói tròn. Hãy nên đọc Quán Âm Bổn Tích Tụng, Quán Âm Linh Cảm Lục, Quán Âm Từ Lâm Tập sẽ biết được đại lược. Đang trong lúc thiên tai nhân họa liên tiếp giáng xuống này, nếu chẳng sự ác tu lành, thường niệm tín hiệu Quán Âm để được nương cậy, thì muốn được yên vui sẽ là chuyện khó khăn nhất trong mọi điều khó. Dẫu hoàn toàn chẳng có tai nạn gì, cũng nên thường niệm. Ngõ hầu sống sẽ hưởng ngũ phước, dựa vào địa vị thánh hiền cao cả, thác sẽ lên chính phẩm, triệt chứng tâm đại giác. Người làm được như thế thì mới an ủi được tâm Bồ Tát cứu khổ. Do Bồ Tát phổ thí vô ý, tức là bạn cho khắp tất cả mọi loài sự không sợ hãi, nên chúng sanh được viên mãn Bồ Đề rồi, thì tâm đại từ bi thí vô ý của Bồ Tát mới thôi. Kinh Pháp Hoa dạy, nếu có chúng sanh nhiều dâm dục, nóng giận, ngu si, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được lìa dục, lìa sân, lìa si.
nguyện người thấy nghe đều thương niệm. Chú ý: biệt nghiệp còn gọi là bất cộng nghiệp, là những người thiện ác cho mỗi cá nhân chiêu cảm. Còn cộng nghiệp, những nghiệp do mình lẫn người đều phải gánh chịu. Nói cách khác, cộng nghiệp là những nghiệp chung mà một tập thể, một đoàn thể, một thành phố, một quốc gia, một dân tộc, nói rộng ra là cả thế giới phải gánh chịu. Do trong đời trước đã gây tạo những nghiệp giống nhau, nên nay sanh cùng một chỗ, gánh chịu những quả báo do nghiệp thiện hay ác đời trước kết thành. Những trong đó, mỗi cá nhân do nghiệp riêng của chính mình mà cảm thụ xác thân, thọ mạng, tướng mạo, tài sản, tài năng, bệnh tật, tai ương, vân vân khác biệt, đó chính là biệt nghiệp. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tục Biên Nguyên Hạ, lời tựa lưu thông sách Địch Triều Danh Họa Quảng Âm Thánh Tượng Kha La Bản Ấn. Khai thị số 40. Quán Thế Âm Bồ Tát thầy nguyện rộng sâu, tầm thanh cứu khổ. Bài kệ trong phẩm Phổ Môn Kinh Khắp Hoa có câu: hoặc trôi giạt biển lớn, cá, rồng, các nạn quỷ, do sức niệm Quán Âm sống mồi chẳng chìm được. Đây chính là đoạn văn sáng tỏ ghi chép lời thành thật thốt từ miệng vàng của Đức Thích Ca Thế Tôn ta từ 3000 năm trước qua lời kệ đáp cho Vô Tận Ý Bồ Tát. Chuyện linh cảm như thế được sử sách ghi chép đâu đâu cũng chả cứu được. Ở ngay trước mắt càng có những sự thật để chứng minh, quả thật là lòng tin có chứng cứ vậy. Tu trì Thiên Hoa Thiền Viện núi Phu Đà là đại sư tu điền. Năm Dân Quốc 15-16-1926-1927, khi xâm ở tại chùa Pháp Vũ, giúp Ấn Lão Pháp Sư Dạo Chánh Bộ Vân Sao, Dạo Chánh Sư Lỗi Sơn Chi liền cùng ở một chỗ với sư tu điền. Xâm khuyên sư nên niệm Phật, niệm Quán Âm. Sư liền sinh lòng tin tưởng. Đến năm nay, do ảnh hưởng thời cuộc, lương thực thiếu hụt, sư đặc biệt ngồi thuyền từ Phú Đà sang đất Thượng Hải nguyên mộ, đáp đúng tàu của hãng Hoa Dân. Bởi đã lâu năm, thuyền mục nát, nước tràn vào khoang. Tại vùng biển Châu Sơn thuộc tỉnh Tiết Giang, đụng phải đá ngầm, thuyền chìm. Khi ấy, nhằm lúc trời tối đen, chẳng biết phương hướng, khách ngồi thuyền mấy trăm người kinh hoàng cuốn quýt xung nhau kêu cứu mạng. Do đại sư biết Đức Quán Âm linh cảm, liền khuyên mọi người đồng niệm thánh hiệu để cầu Ngài cứu giúp. Do tai họa cấp bách như lửa cháy mày, đông đảo người tin tưởng cùng niệm theo. Gần 200 người trong đêm tối, trong lúc muôn phần vạn phần chích chắc, đã nắm được một sợi dây đỏi, lần lượt ven theo kệ đá vĩnh bò lên núi. Gần hơn 100 người khác tán thân vào bụng cá. Chuyện này đã sớm thấy đăng tin trên báo. Nào biết đại sư cũng là một trong những người vẫn còn sống sót sau cơn tai kiếp. Đến khi đại sư đối thuyền đến được đất Hồ, gặp đúng lúc Am Sùng Ninh ở cửa lớn phía đông trong thành đang bàn bạc chuyện sang nhượng chủ quyền. Do vậy, sư nghĩ
mỗi năm phải kêu gọi nguyên mộ như thế này, cảm thấy thật khó khăn. Nếu lập cách sang lại chủ quyền am này, biến nó trở thành hạ viện chùa Thiên Hoa, thì tăng chúng Thiên Hoa qua lại đôi bên, đem phần thu nhập còn dư thừa của Sùng Ninh bù đắp cho cơm gạo chùa Thiên Hoa. Đây chính là kế nhọc nhằn một phen, ăn nhằn vĩnh viễn, mà cũng tốt lành thỏa đáng vậy. Bàn bạc với các vị thiện tín hộ pháp cũng được nhiều người tỏ ý tán đồng, hiềm rằng chi phí mua lại chủ quyền và tu bổ cần đến mấy ngàn đồng. Do vậy bèn bổ sâm lực thuộc duyên khởi để tiện kêu gọi nguyên mộ. Sâm bèn đem kinh nghiệm linh cảm của đại sư do tín niệm Đức Quan Âm mà được may mắn sống sót tường thuật đại lược, chỉ mong hộ pháp Tệ Quang thiện nam tín nữ nghe sự tích đại sĩ linh cảm tầm thanh quốc khổ này, đều cùng phát tín tâm gặp được nhân duyên đặc biệt sùng phụng tam bảo này, đều vui vẻ giúp cho thành tựu, phát lòng bi đồng thể quyên ra vô tận bảo tàng, thì công đức đã làm ấy chỉ có Đức Phật chứng biết. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ, tờ kêu gọi quyên mộ của Thiên Hoa Thiền Viện ở phố Đà Sơn. Khai thị số 41. Bệnh của ông là do trong đời trước hoặc trong đời này đã làm chuyện hại đến tính mạng người ta. Nghiệp này chẳng tiêu, bệnh quyết khó lành. Hiện thời uống thuốc vô hiệu thì có thể chẳng uống, chỉ lắng lòng niệm Phật, niệm Quán Thế Âm để mong siêu độ oán gia. Niệm Phật tuy chẳng thấy hiệu quả nhưng vẫn có lợi ích, chẳng thể xem như có cùng một tác dụng với uống thuốc. Sinh kế trong nhà ông ra sao? Nếu không có tài lực thì tự mình hãy chí thành khẩn thiết niệm Phật. Hãy nên sinh lòng hổ thẹn, chớ nên sinh tâm phẫn hận. Sinh lòng hổ thẹn thì lòng oán hận của oán gia sẽ tháo gỡ được. Nếu sanh tâm phẫn hận thì muốn tháo gỡ càng thêm kết chặt. Do người ta ông lòng báo hận, ông lại ông lòng hận báo thù người ta, nên càng kết sâu thêm, không cách nào cởi gỡ được. Đây chính là cách cởi gỡ oán kết bậc nhất. Nếu sinh kế trong gia đình dư giả thì có thể đến núi Linh Nham dự một Phật thất, hoặc thỉnh 15, 20, 30 người đều được. Linh Nham là chỗ xúc sắng tu hành bậc nhất trong vùng Giang Chiết, niệm Phật quanh năm giống như lối đã Phật thất thông thường. Có thí chủ mời bao nhiêu người đã thất thì vẫn niệm Phật theo lệ thường, chẳng qua là đối chức Phật, đối chức bài vị hồi hướng thêm 3 lần mà thôi. Bất luận đã thất hay không đã thất, điều niệm giống hệt như nhau, chẳng qua là thỉnh bao nhiêu đó người thì sẽ được công đức của bấy nhiêu đó người. Hiện thời niệm Phật đường có hơn 30 người. Nếu đã thức sẽ lập một bài vị cởi gỡ oán kết bằng giấy, ngày Phật thất viên mãn sẽ đúc đi. Nếu chính mình lập một bài vị trường sanh lộc vị thì làm một bài vị bằng gỗ thờ vĩnh viễn trong niệm Phật đường thì thêm 50 đồng. Nếu không làm thì cứ tính mỗi người là 10 đồng.
như 15 người thì là 150 đồng, 30 người là 300 đồng. Đây chẳng phải vì Linh Nham mà tổ chức Phật thất, mà là do bệnh tình ông trầm trọng nên chẳng ai gì nói đến biện pháp này. Mong ông hãy tự châm trước, nếu không có sức trở nên miễn cưỡng. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Quân Sao Tục Biên Nguyên Thượng, thư trả lời cư sĩ Hứa Huệ Phẩm năm 1933. Khai thị số 42. Quan Thế Âm Bồ Tát trong vô lượng kiếp trước đã sống thành chánh giác, hiệu là Chánh Pháp Minh. Nhưng do thệ nguyện rộng sâu, từ bi rộng lớn, chẳng lìa cõi tịch quan hiện hình trong chính giới, tùy loại hiện thân tầm thanh cứu khổ. Nên dùng thân nào để độ được, liền hiện thân ấy để thuyết pháp. Nguyện cho hết thảy chúng sanh trong hết thảy thế giới đều được lìa khỏi nỗi khổ hiển vọng trong hiện tại, hưởng pháp lạc chân thường. Nhưng Ngài lại thương xót thế giới tế bà nhất. Do vậy, trong hội Pháp Hoa, Thích Ca Thế Tôn muốn cho chúng sanh cõi ta bà luôn được che chở, bèn đặc biệt những lời hỏi của Vô Tận Ý Bồ Tát mà trình bày rõ ràng thệ nguyện từ bi công đức oai thần của Đức Quán Âm, để hết thảy chúng sanh trong chính giới đều được nương tựa. Chủ thích Chánh Pháp Minh. Theo kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Quán Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, trong quá khứ vô lượng kiếp, Đức Quán Thế Âm đã thành Phật hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Nhưng do nguyện lực độ sanh nên luôn thể hiện thân phận Bồ Tát hồng phụ tá hết thảy Như Lai độ sanh. Cho đến khi Phật Pháp được truyền sang xứ này, đến đời Tấn, Pháp Sư La Thập liên dịch kinh Pháp Hoa, mọi người mới biết Đức Quán Âm dù bốn địa hay tích môn đều khó nghi lường. Trong hội Lăng Nghiêm, Đức Quán Âm tự thuộc Pháp Viên Thông. Trong hội Hoa Nghiêm, Đức Quán Âm chỉ dạy thiện tài, điều phù hợp khích khao với ý chỉ Pháp Hoa. Do vậy biết đại sĩ vô tâm lấy tâm chúng sanh làm tâm của mình, cho nên hễ cảm liền ứng, chọn chẳng sai chạy. Vào cuối đời Tấn, Thư Cự Môn Tốn, nhà Bắc Lương bị bệnh, ngày Đàm Vua Sấm dạy tụng Phẩm Phổ Môn, Môn Tốn liền được lành bệnh. Do vậy phẩm này được lưu truyền riêng. Đời Tùy Trần, đại sư Chí Giả chú giải kinh Pháp Hoa, đặc biệt giải thích cặn kẽ phẩm này. Độ thấy tâm của Phật, Bồ Tát, Tổ Sư chỉ mong hết thảy chúng sanh lìa hết thảy khổ, được hưởng hết thảy vui. Pháp Sư Đế Nhàn Tân Lực Hoằng Dương Thông Thiên Thai kiểm tu tịnh độ, mùa hạ này sư hoằng giới, tức là diễn giảng về giới luật tại Cáp Nhĩ Tân, trở về địa ngang qua Đại Liên. Các cư sĩ Phan Đối Phù, Thi Tịnh Chi, vân vân, thịnh sư giảng diễn kinh này. Lại sợ tiếng địa phương Nam Bắc không thông, nhưng đấy bèn đem những nghĩa đã giảng trước đó in ra 500 bản tặng cho mọi thính giả, để họ đều được tận mắt thấy lời dạy. Nhưng do thời gian vội vã, chẳng tránh khỏi sai sót. Cư sĩ Phan Đối Phù muốn bài giảng ấy được lưu truyền rộng rãi trong cõi đời, do vậy bèn gửi cho tôi một bản
và cậy viết lời thừa. Trọng nghĩ kinh tạng Pháp Hoa sâu thẳm u viễn, không ai có thể thấu đạt được. Chỉ có Phật với Phật mới có thể thấu triệt rút ráo. Quan là một ông tăng tầm thường chỉ biết cơm cháo, làm sao có thể nêu tỏ đến mức tột bậc cho được. Đành lực thuộc bổn tích của Đức Quán Âm và lai lịch lưu thông, chú thích kinh này cho xong trách nhiệm. Nguyện khắp các đồng nhân thường niệm thánh hiệu Quán Âm. Nếu đạt đến mức niệm cực tịnh vong, tâm lận cảnh cùng vắng lặng, thì hằng xả công đức vô lượng diệu nghĩa sẽ tự hiển hiện trọn vẹn trong một niệm. Do vậy chẳng cần phải trình bày rườm rà chi nữa. Chú thích: Bổn thích. Bổn thường được hiểu là chánh nhân, chánh vị của chư Phật, Bồ Tát. Tích là phương tiện quyền biến thị hiện. Chẳng hạn Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là Phật. Như vậy, về mặt bổn, Ngài là một vị Phật, đã thành Phật từ vô lượng kiếp. Nhưng vì lòng từ bi thì hiện thân Bồ Tát, đấy là tích. Hoặc có thể hiểu Ngài là một vị Bồ Tát, tức là bổn, nhưng lại hiện vô số ấn thân nhằm hóa độ mọi loài chúng sanh, đấy là tích. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tục Biên Nguyên Hạ, lời tựa cho bộ Phổ Môn Phẩm Giảng Nghĩa năm 1929. Khai thị số 43. Quán Thế Âm Bồ Tát thệ nguyện rộng sâu, từ bi rộng lớn. Vì thế phần thân trong các cõi nhiều như số vi trần, tùy loại hiện hình tầm thanh cứu khổ độ thoát chúng sanh. Nhưng đối với thế giới Ta Bà, Ngài lại càng nghĩ thương xót trọn khắp, tha thiết cứu vớt chẳng sót. Huống chi trong những năm gần đây, nhân dân hằng ngày gặp cảnh hoạn nạn, dù muốn tránh quả thực cũng không có chỗ nào để lánh mình được, mà cũng chẳng có cách nào trốn lánh được. Bởi thế đạo nhân tâm gần đây đã bại hoại đến cùng cực. Ngay như đại ân sanh thành nuôi dạy của cha mẹ, vẫn cứ công khai đề xướng bỏ đi lòng hiếu và coi giết hại cha mẹ là chuyện đại nghĩa diệt thân. Người dân sống trong cổ đời này chẳng đáng thương ư? Do vậy, phàm những ai có chánh chi kiến, không ai chẳng nghiên cứu Phật học, tu trì tịnh nghiệp để cầu thoát lìa đời ác ngũ trực này, mau được dựa vào liên trì hái hội, ngõ hầu vĩnh viễn lìa mọi sự khổ, chi hưởng các sự vui. Trong thời thế này, Quán Thế Âm Bồ Tát đặc biệt dây lên lòng đại từ vô duyên, vận lòng đại bi đồng thể, trong đủ mọi khổ nạn, đủ lòng nghĩ nhớ, bảo vệ, che chở. Xưng hồng danh của Ngài, gặp dữ sẽ hóa lành, gặp nạn lại trở thành điều may mắn, làm sao kể xiết. Những sự tích Bồ Tát cảm ứng đã được ghi chép thấy rải rác khắp các sách. Những sách chuyên ghi chép thì có bộ Quán Âm Từ Lâm Tập của Ngài Hoằng Tán, Quán Âm Trì Nghiệm Ký của ông Châu Khắc Phục, Quán Âm Linh Cảm Lục của ông Vũ Tích Âm, Quán Âm Bổn Tích Tụng của ông Hứa Chi Tịnh, Quán Âm Đinh Nghiệm Kỷ của ông Nhiếp Văn Đài, đều là những sách do được thấy nghe rồi bèn ghi lại. Cư sĩ Lý Viên Tịnh lại tổng hợp từ tất cả các sách nói trên, soạn thành một tác phẩm
đặt tên là Tận Biên Quán Âm Linh Cảm Lộ, có thể gọi là tập hợp tất cả những chuyện linh cảm của Đức Quán Âm, là chỗ y cứ cho hết thảy những người tín phụng chi niệm. Tuy nhiên, cần phải biết vì sao Đức Quán Âm có thể linh cảm như thế. Ấy là vì Ngài xoay được tai nghe để nghe nơi tự tánh, và chiếu soi ngũ uẩn đều không. Đọc bộ sách này rồi, có thể chí thành khẩn thiết niệm hồng danh của Quán Âm Đại Sĩ, niệm đến khi niệm cực tình vong, thì bản thể của hết thảy phiền não ác nghiệp đều là không. Ngó lại, hết thảy cảnh duyên sướng khổ đều là chẳng thấy được. Trong cái chẳng thấy được ấy, chẳng ai gì hơn lòng từ vận lòng bi, tùy cơ tiếp dẫn. Lấy tâm của Đức Quán Âm làm tâm mình, lấy sự nghiệp của Đức Quán Âm làm sự nghiệp của mình, làm cho khắp hết thảy chúng sanh đang chịu khổ cũng được gọi ân trạch của Đức Quán Thế Âm, để rồi trong đời vị lai sẽ cùng hành đạo Quán Thế Âm xoay vần cứu độ vậy. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tục Biên Biển Hạ, lời tựa bộ Tận Biên Quán Âm Linh Cảm Lục, năm 1929. Khai thị số 44. Tâm chúng ta và tâm Bồ Tát cùng một thể tánh. Chúng ta do mê trái nên đừng theo tâm tánh này để khởi hoặc tạo nghiệp, chịu các khổ não. Nếu biết cái tâm khởi tham sân si ấy chính là tâm viên chứng giới định huệ của Bồ Tát, thì khởi tâm đồng niệm có bao giờ chẳng phải là Bồ Tát hiển thần thông, nói diệu pháp đâu. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên Nguyễn II, thư trả lời cư sĩ Trác Chi Lập, lá thư số 2. Khai thị số 45. Vợ và con của ông Tiết Ít đời trước có kẻ oán thù lớn, vì thế kẻ oán thù cố ý trả thù khiến bà ta bị sinh khó cho thỏa dạ. Nhưng bỏ công niệm Quán Âm 3 ngày sản phụ vẫn không sao, há chẳng phải là do niệm danh hiệu đại sĩ mà được cảm ứng đấy ư? Phàm phu chẳng biết nhân trước quả sau, hễ không hiệu nghiệm liền ngã lòng tin tưởng. Nào biết oán gia trong đời trước oán thù sâu đậm, nhiều đời lắm kiếp đều mong báo thù, dẫu có nương nhờ hồng danh của đại sĩ mà vẫn chưa thấy hiệu quả. Nếu chẳng niệm hồng danh đại sĩ, há sản phụ vẫn được vô sự hay sao? Những kẻ lúc sinh nở niệm Quán Âm liền thấy hiệu nghiệm có tới trăm ngàn vạn người, há nên vì một sự không linh liền lui sụp lòng tin ơ? Hãy nên trồng đủ lòng không sợ hãi, nói với người khác để cho hết thảy mọi người đều được yên vui. Lại còn nên khuyên họ đừng kết oán nghiệp, nếu oán nghiệp nặng nề, Phật lực cũng khó cứu độ. Điều này đúng là có thể giúp cho việc khuyên lớn người khác biết nhân trước quả sau. Khi lâm chung có thể dùng cách chờ niệm, nhưng khi sinh nở thì không cần dùng cách chờ niệm. Chỉ cần bảo người nhà cùng những người săn sóc trong phụng sanh và chính sản phụ đều cùng niệm là được rồi. Niệm danh hiệu Quán Âm lớn tiếng thì có cảm ơn lớn,
niệm nhỏ tiếng thì có cảm ứng nhỏ, chứ chọn chẳng có lời nào không ứng. Quan trọng là can đảm nói với mọi người. Những kẻ chẳng thấy cảm ứng thì cũng chẳng phải là không hề có cảm ứng. Cảm ứng xét về mặt hình thức, có cảm lẫn ứng đều rõ ràng, cảm ngấm lẫn ứng đều ngấm ngầm, cảm ngấm ngầm những ứng rõ ràng, cảm rõ ràng những ứng ngấm ngầm. Xin xem bài lời tựa cho bản Thạch Ấn Hữu Đà Sơn Chí trong Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tăng Quảng Chánh Biên. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tám Biên Quyển 1, thư trả lời cư sĩ Thái Thích Định, lá thư số 2. Khai thị số 46. Quán Thế Âm Bồ Tát trong quá khứ đã thành Phật từ lâu trong vô lượng kiếp trước, hiệu là Chánh Pháp Minh. Nhưng do tâm từ bi tha thiết, lòng cứu khổ ân cần, chẳng lìa tịch quan hiện hình trong chính giới, trong mười phương vô lượng thế giới tùy loại hiện thân độ thoát chúng sanh. Phẩm Phổ Môn nói: nên dùng thân nào để độ được, liền hiện thân ấy để thuyết pháp. Tuy là mười phương thế giới không coi nào chẳng hiện thân, nhưng đối với thế giới Ta Bà nhân duyên rất sâu. Tuy nhận thân trong mười phương pháp giới không thân nào chẳng hiện, nhưng người đời thường gọi Ngài là Bồ Tát. Tuy những chỗ Ngài ứng hóa tròn khắp hoàng vũ, nhưng Phù Đà Sơn tại Chức Giang là nơi rõ ràng nhất. Ân quang được hưởng ân thật lớn, đội ân thật sâu. Thoạt đầu xuất gia tại Nam Ngũ Đại Sơn tại Thiểm Tây, tức là đạo tràng nơi Đức Quán Âm hiện thân hàng phục rồng độc. Tiếp đó sống nhờ ở Phù Đà trong biển Nam, chính là thánh địa nơi hiện tại đi về Nam thăm học với Đức Quán Âm. Thường nghĩ người đời chẳng biết lòng từ sâu xa, lòng bi rộng lớn của Bồ Tát, muốn sưu tập từ Đại Tạng và các sách vở. Phàm những hành nguyện nơi bổn địa của Bồ Tát và những sự tích Bồ Tát cảm ứng nơi phương này, soạn thành bài văn ca tụng, lại còn chú thích tường tận, để những người cùng hàng trong cõi đời đều biết tấm lòng đại từ bi của Ngài Quán Âm, cũng như thật sự thật lý tùy loại hiện thành tầm thanh cứu khổ. Ngõ hầu ai nấy sẽ đều cùng trì thanh hiệu, cùng tiêu nghiệp chướng, cùng tăng phước huệ. Khi sống thì làm người thuận tâm thanh tịnh, thác sẽ dựa vào hội của liên trì hại chúng, dùng những điều này để uống nắng lòng người, vãn hồi kiếp vận, ngõ hầu thiên hạ thái bình, nhân dân yên vui. Tuy đã phát cái tâm ấy, nhưng do học thức thiện cận kém hèn, bút mực vụng về chấp pháp, chưa thể tiến hành ngay được. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tam Biên trình bày về việc quyên mộ in cuốn Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng năm 1925. Khai thị số 47. Ấy là vì tâm Bồ Tát giống như hư không, không đâu chẳng tròn khắp, chỉ do chúng sanh đang mê chẳng sanh tín tưởng. Ví như hư không bị vật ngăn chướng, nên biến thành cách trở ngăn ngại. Nếu soi một lỗ nhỏ thì sẽ được một khoảng trống vừa bằng cái lỗ nhỏ.
nếu soi một cái lỗ to sẽ được khoảng trống bằng cái lỗ to. Nếu bỏ được hoàn toàn vật chứng ngại thì sẽ xen lẫn khát khao cùng hư không bao hàm khắp muôn hình tượng. Do vậy, chúng sanh tiểu cảm sẽ được tiểu ứng, đại cảm bèn được đại ứng. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tăng Quảng Chánh Biên quyển 3, lời tựa khắc lại một bản sách Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng. Khai thị số 48. Nếu bệnh khổ đến mức dữ dội, chẳng thể nhẫn chịu được, thì ngoài lúc niệm Phật hồi hướng sáng tối ra, hãy chuyên tâm dốc ý niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Âm Bồ Tát hiện thân trong sắc na, tầm thanh cứu khổ. Người nào trong lúc nguy cấp, nếu có thể trì tụng để bái, không khi nào chẳng thuận theo lòng cảm để ứng, Bồ Tát liền rủ lòng từ che chở, khiến cho thoát khỏi khổ não được an vui. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tăng Quảng Chánh Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Đặng Bá Thành, lá thư số 1. Người biên tập kính cẩn nhận định: trong hội Hoa Nghiêm, đại sĩ Bảo Thiên Tài, ta trụ trong hạnh môn đại bi này, hiện trước khắp hết thảy chúng sanh. Như vậy thì một câu nói, một hành động của chúng ta, có lúc nào, có chỗ nào chẳng nằm trong thân từ bi của đại sĩ? Chỉ vì đã hôn mê nhiều kiếp như kẻ mù từ lúc mới lọt lòng, hạng người được ánh sáng mặt trời chiếu soi nhưng không nhận biết, chợt gặp phải cảnh nguy nan, hết thảy trần lao vọng tưởng nhanh chóng bị đè nén không dấy lên. Một niềm mong cầu Bồ Tát cứu vớt như lửa mạnh bổ cháy, như lặn ngập trong dòng nước xiết, bất ngờ sẽ lập tức tương ứng với thân đại sĩ. Thần lực vội vội sẽ liền trọn đủ, thọ dụng vô tận. Những điều trên đây là sự linh cảm của đại sĩ, đã được cư sĩ Hứa Chi Tình đã xiển dương, hình dung tộc cùng khéo léo sau phẩm phổ môn trong bộ Quán Âm Bổn Tích Cảm Ứng Tụng. Nên tôi đặc biệt trích lấy những chỗ thiết yếu chép vào đây, nhằm tăng lòng tin tưởng cho người đọc.